Thưa quý vị, những ngày qua trên các trang mạng xã hội lan truyền những nội dung mang tính kích động cho rằng chính quyền đàn áp tôn giáo tại Đăng Viện Thiên An, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Đỉnh điểm là vào sáng qua ngày 29 tháng 6, những cảnh xô xát qua lại đã khiến tình hình tại khu vực này càng thêm nóng. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì? Phóng viên thời sự đã vào cuộc tìm hiểu. Đây là những hình ảnh diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 6 tại tiểu khu 153, tuyến đường dân sinh có từ lâu đời của người dân thôn Cư Chảnh và thôn Kim Sơn, và cũng là tuyến đường phòng chống cháy cho khu rừng thông đặc dụng, bỗng nhiên bị một số người ở Đăng Viện Thiên An ngang nhiên múc bỏ. Khi người dân săn lấp lại để bảo vệ tuyến đường cũng như quyền đi lại chính đáng của mình, thì họ tiếp tục ra cây gỗ, cản trở và thậm chí dùng hung khí nguy hiểm tấn công, làm cho nhiều người bị thương phải đi cấp cứu. Bất cứ cái gì mà đụng tới dân của tụi tôi là tụi tôi phải bảo vệ chứ. Bắt đầu từ đó mà lên trên đi thì chiều nữa thì có là trong ra đông lắm, nói chung là 40-50 người nữa. Thì cản lại thì bên đi dân là dứt khoát là tới đứng trước xe múc, phải bằng răng phải múc cho được một cái đường để cho dân đi, chứ không có ai cấm được hết. Thì mấy thầy xuống là cứ được sống ra rồi thôi, chụp ảnh đấy, quay phim đủ thứ này. Dân tôi cứ chết phải làm cái đường đi được là tuyên bố rồi đó mà. Không qua hết đường của dân tôi chết vì Thiên An là tôi vẫn làm được cái đường. Thì đến khi bắt đầu qua đây thì nói chung là đang làm đây thì mày chúng là cũng tuôn ra thì bắt đầu là nó qua nó về chứ đó, qua chứ chập đá là đôi bên chỗ dân á, là nói chung là toạc ra này mãi xả mũi. Thì bắt đầu mày dân của tôi mày điên lên là đánh lại. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 6, tại khu vực rừng thông đặc dụng bị phá hoại mà nhiều cơ quan báo chí lên án trước đó, trong khi các cơ quan chức năng tiến hành xử lý, tháo dỡ các vật kiến trúc được dựng lên trái phép trên đất của nhà nước quản lý, thì trong Đăng Viện Thiên An huy động hơn 30 người ra chống đối, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Cụ ông Hồ Lai, 90 tuổi, ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, người hiểu rõ nhất quá trình lịch sử về đất đai và các đời quản lý đăng viện, vô cùng bức xúc trước thái độ ngang ngược, hung hăng, côn đồ, bất chấp đạo lý và pháp luật của nhóm đối tượng này. Cái anh thấy làm thế nào mà phản ánh với cấp trên á, không nên để cái tình trạng này, không để tình trạng này, khinh bị là dân, khinh bị chính quyền, sống dưới cái pháp luật mà bất chấp cả pháp luật, cho nên là tôi quá bức xúc. Những vụ xô xát trong những ngày vừa qua chỉ là một điểm bùng nổ của cả một quá trình lấn chiếm đất, chặt phá rừng tự nhiên của nhóm người tại Đăng Viện Thiên An. Ông Nguyễn Việt Cù ở thôn Kim Sơn là một trong những người thường xuyên bị nhóm này đe dọa, lấn chiếm với những thủ đoạn gian manh. Dù đã cao tuổi, nhưng ông cụ và người con trai của mình là Nguyễn Việt Tôn quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng trên mảnh đất sản xuất của gia đình. Lúc đó nó lấn chiếm nhà tôi cỡ mấy trăm mét vuông, chặt tới cây to cây nhỏ chứ chặt sạch, lấn qua đất. Rồi tới nghỉ 2 năm, là tới năm 2016 là bắt đầu là lô đất này. Lô đất này là lúc nó chiếm nó lấn nó chặt hết, chặt sạch là tam về cây đó chứ nó chặt sạch. Lúc đó gia đình tôi xuống nói, quá nói là nó đối đánh, mà lúc đó là dẫn đầu là giáo, mà gọi đây là họ tên thì tôi cũng biết, mà biết là giáo là giàu ốm, là dẫn đầu một cái đoàn đó là xuống chặt phá sạch hết lỗ ô tre nữa, nên là chặt sạch hết 30 người vì 3 con chó bắt rê đó, mà chỉ được 2 cha con tôi vì đã tạo tôi thôi, trọng xé chỉ lại. Sau khi tôi đề nghị chính quyền hỗ trợ cho tôi, điều động tất cả dân liên thôn, thôn Kim Sơn và thôn Cư Chảnh để đường giao thông nông thôn với nhau để mà phối hợp, thì phối hợp đó là quá trình ua nhau a tòng đối đã đó. Những vi phạm có tính hệ thống đã cho thấy mưu đồ lấn chiếm cho bằng được đất đai của nhà nước và người dân, đồng thời tạo điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn của Đăng Viện Thiên An. Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng cho biết, trong thời gian từ năm 2015 đến nay, xã đã tiến hành lập đến hơn 50 biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng và tính chất côn đồ, bất chấp pháp luật của nhóm tu sĩ Đăng Viện Thiên An, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn này luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Và đặc biệt vừa rồi đây, năm 2017 đây là họ là tiến hành công khai và họ rất là cương quyết. Họ đưa xe pháo ra đó, họ múc các cái gọc thông và múc đất họ sang băng đỏ cảm thấy đó. Diện tích của tôi đi kiểm tra tuần trước là khoảng gần 400 mét vuông đó, nhưng mà người ta đó thì hiện nay, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm. Thì mấy ngày nay thì anh em cũng có vô lực vào biên bản
và có thống kê lại diện tích cụ thể. Còn cái đồi, cái thửa đất mà cái thửa đất đó thì họ làm gần hết rồi, họ phá gần hết rồi. Và họ làm rất là ngang nhiên, mà khi làm họ cũng, nói thật ra thì cũng làm là lén lút thôi. Anh em vào thì cũng có cử một số người ra để có là cản trở. Rồi là vì lực lượng mà chức năng của xã thì thường thường là một cái tổ 5 người, 3 người thôi, hai cán bộ để chỉnh với thêm cán bộ để hỗ trợ thôi. Thì họ dùng các cái dụng cụ như chỏ vật rê ra rồi đưa lực lượng ra để cản trở rồi hành hung rồi đẩy đuổi, anh em cũng không đo đạc kiểm soát được. Những vụ việc nóng tại Đan Viện Thiên An dù đã được người dân và chính quyền hết sức cảnh giác, nhưng các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lan truyền những clip được tạo dựng có lợi cho mục đích của họ. Tuy vậy, những người nông dân thôn Kim Sơn, những người nắm rõ nhất biết những chiêu trò đã được sắp đặt. Tôi mong tất cả các những người có quyền, có chức năng, những cái người mà tôn giáo, ai mà có dính tới Thiên An này, thì đã không tin, đã đừng có nghe tin những cái phế về màng đó. Về chính xác tại gặp gia đình tôi, gặp dân Kim Sơn, thì người ta để nói cho nghe. Vâng, muốn biết sự thật, hãy về trực tiếp hỏi người dân thôn Kim Sơn. Với nhóm phóng viên thời sự có mặt tại hiện trường trong những ngày qua, thái độ phẫn nộ của những người nông dân chân chất thật thà, của những cụ ông, cụ bà gắn bó lâu đời với mảnh đất này đã thực sự để lại ấn tượng mạnh. Tìm hiểu sâu hơn tâm tư tình cảm người dân nơi đây thì mới biết mối quan hệ đã từng rất khăng khít giữa họ với các đời chức sắc trước của Đan Viện Thiên An đã bị chà đạp bởi những toan tính nhỏ nhen của nhóm tu sĩ hiện tại. Hãy cùng nghe người dân nơi đây nói gì về điều này. Lúc xưa chứ tôi ở của gia dòng cha Sanh và cha Tâm đó, mẹ cha nữa, mẹ thầy, mẹ ông thầy mà chưa chạy trơn nữa, thầy mực cô rồi ông thầy rút xe, ông rút xe con coi lên, ông thầy vòng con coi chứ phê. Tôi về làm lại ăn ăn đàng hoàng, không có mà cháu đồng tiền gì hết, sinh sống mà thôi là đưa về năm trường, năm trường cho cây mối sầu đồng gì ghi vô là bên bàn tôi kêu đi đụng, thầy kéo đi đụng mắng ăn giai đoạn này thôi, chắc có chim có mà chưa đây á là gia dân dân là đất dân nói Kim Sơn dưới đất Kim Sơn gia dân lại lui hết toàn bộ ông trời ông đất chưa. Tôi lận lên là xã Thiên An thì tôi trước đấy mấy thầy trước á, kể cả cha Sanh, cha Tâm, thầy Maria, thầy Mạc Cô, thầy Roman, thầy Rose là những cái người đó là họ sống rất tôi là tôi coi mấy người đó, tôi không phải là trong tôn giáo nhưng tôi coi mấy người đó là giống người cha của tôi. Sau này là tôi thấy là không còn cha còn thầy gì mà được cả. Thầy lộn xộn quá chừng. Cho nên dân họ bức xúc. Họ hỏi tôi, họ nói ông chỉ là lớn tuổi nhất ở trong làng. Nhưng mà ông cũng có cái ý kiến chỉ về là các cha các thầy. Vì tôi thầy với cha đó chứ là không xứng đáng gì mất cả.